Google TV Story mà dùng bị đầy bộ nhớ ấy, thì các bác sẽ cần làm một số cái thao tác để làm sao giải phóng bộ nhớ cho nó. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn mọi người cách giải phóng bộ nhớ cho bộ nhớ nó không bị đầy, dùng TV nó sẽ được mượt hơn và nhanh hơn các bác nhé. Tất cả những dòng Google TV hiện tại khi mà các bác sử dụng ấy, theo thời gian sẽ tải cài rất là nhiều các chương trình khác nhau, khiến cho cái bộ nhớ trong của TV nó bị đầy. Khi mà bộ nhớ trong bị đầy thì ảnh hưởng rất là nhiều tới quá trình TV nó chạy, nó hoạt động, hay là các ứng dụng khi mà các bác dùng thì nó sẽ không được mượt mà. Và cách để có thể là xóa bớt những chương trình không dùng, giải phóng bộ nhớ ở trên Google TV Story thì mọi người sẽ truy cập tại màn hình trang chủ vào phần cài đặt ở góc phía trên của màn hình. Sau đó thì mọi người sẽ di chuyển xuống mục ứng dụng. Trong mục ứng dụng thì sẽ có mục xem tất cả ứng dụng. Tại đây thì mọi người sẽ có thể gỡ những chương trình các bác không dùng. Chẳng như Apple TV nó chiếm tới 53,45 MB. Các bác di chuyển sang ấn đây. Mọi người có thể là đây, xóa nó đi và gỡ đây. Đấy, gỡ rồi đấy, xóa đấy, nó chiếm rất là nhiều này, bộ nhớ sử dụng chiếm đến tận 53 MB. Mọi người sẽ xóa đi. Ok đấy. Tiếp tục là mọi người muốn gỡ những cái chương trình mà các bác không dùng, chẳng như cái cốc cốc TV Browser này, nó chiếm tới 211 MB, thì mọi người sẽ ấn vào gỡ cài đặt. Đấy, những cái ứng dụng nào mà mọi người không dùng nữa thì mọi người sẽ ấn gỡ đi. Đấy, các ứng dụng mà không dùng bao giờ. Đấy, gỡ đi. Cứ ấn gỡ hoặc là ấn xóa dữ liệu thôi. Đấy, ấn xóa dữ liệu. Đấy, mọi người ấn xóa, cứ ấn ok là xóa, thì nó sẽ xóa hết, gỡ bản cài đặt. Đấy, lập tức là nó sẽ xóa hết những cái chương trình mà mọi người sẽ không dùng. Cái việc mà các bác gỡ những chương trình không dùng này ấy, thì sẽ giúp cho cái bộ nhớ nó được giải phóng. Đây là một cách. Cái cách thứ hai là xóa bớt những cái liên quan tới bộ nhớ nó bị đầy, thì mọi người sẽ di chuyển vào mục ứng dụng, không vào tất cả ứng dụng nữa, mà mọi người sẽ xem về cái bộ nhớ dùng chung. Đây, để kiếm và xem cái bộ nhớ thì sẽ di chuyển vào hệ thống này. Trong mục hệ thống thì sẽ có mục bộ nhớ này. Trong mục bộ nhớ này thì sẽ có này. Đấy, các cái ứng dụng nó sẽ được này. Mọi người sẽ có thể xóa bớt nhé. Đấy, di chuyển xuống này. Dữ liệu đã được lưu trong bộ nhớ đạm 224 MB. Đấy, mọi người ấn nó vào. Sau mọi người ấn xóa đi. Ấn vào khác 1,6 GB này. Đấy, sẽ xóa bớt những cái chương trình mà không dùng, xóa bớt cái lịch sử truy cập, lịch sử sử dụng, thì TV nó sẽ được giải phóng bớt bộ nhớ đi và nó dùng nó sẽ mượt mà hơn. Cảm ơn mọi người.